このベトナムからですね、日本に向けて、元気を送りましたけれども、最後一生懸命頑張りますのでよろしくお願いいたします。Cuối cùng của chúng tôi trong lễ hội lần này và rất mong được sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt liệt của tất cả quý vị khán giả. Hi, the last stage はぬいちくのるくくんが特別出演をしてくれますので、どうぞ温かいご声をよろしくお願いいたします。Và lần này cũng có bạn Đức từ trung tâm tiếng Nhật nói chúc cùng tham gia chúng tôi.
どうもありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。